Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Thời sự 365, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam, chuyên cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất trong ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với phần điểm tin chính có trong bản tin hôm nay. Bản tin COVID sáng ngày 11 tháng 2, ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh, vượt 26.000 F0 trong ngày. Số ca mắc COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng vài ngày tới. Hà Nội ghi nhận 2.887 ca COVID-19 mới, có 627 F0 cộng đồng. Một ngày thêm gần 1.000 giáo viên học sinh ở Hải Phòng trở thành F0. Vì sao mỗi ngày Nghệ An có cả ngàn ca COVID-19 sau Tết? Bản tin COVID sáng ngày 11 tháng 2, ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh, vượt 26.000 F0 trong ngày. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 9 tháng 2 đến nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.032 ca nhiễm mới, trong đó có 9 ca nhập cảnh và 26.023 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.070 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 8.264 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 2.887 F0 mới trong ngày, tiếp đó là Nghệ An với 1.749 ca, Hải Phòng 1.366 ca, Hải Dương 1.329 ca, Nam Định 1.189 ca, Bắc Ninh 1.079 ca, Hòa Bình 1.073 ca, Thanh Hóa 996 ca, Đà Nẵng 939 ca, Bắc Giang 876 ca, Vĩnh Phúc 847 ca, Bình Định 744 ca, Thái Nguyên 735 ca, Ninh Bình 715 ca, Phú Thọ 628 ca, Quảng Nam 490 ca, Thái Bình 485 ca, Quảng Bình 468 ca, Lạng Sơn 467 ca, Kon Tum 437 ca, Quảng Ninh 424 ca, Phú Yên 372 ca, Lâm Đồng 365 ca, Sơn La 358 ca, Quảng Trị 350 ca, Lào Cai 330 ca, Bình Phước 305 ca, Tuyên Quang 304 ca, Đắk Nông 298 ca, Đắk Lắk 287 ca, Hưng Yên 261 ca, Thừa Thiên Huế 246 ca, Khánh Hòa 244 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 241 ca, Hà Nam 223 ca, Yên Bái 197 ca, Quảng Ngãi 196 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 187 ca, Cà Mau 171 ca, Cao Bằng 146 ca, Điện Biên 141 ca, Hà Giang 128 ca, Lai Châu 89 ca, Bắc Cạn 85 ca, Bạc Liêu 82 ca, Bình Thuận 80 ca, Vĩnh Long 69 ca, Bến Tre 63 ca, Long An 39 ca, Bình Dương 36 ca, Hà Tĩnh 33 ca, Trà Vinh 30 ca, Hậu Giang 26 ca, Tây Ninh 22 ca, Đồng Tháp 20 ca, Cần Thơ 19 ca, Đồng Nai 18 ca, Kiên Giang 17 ca, An Giang 10 ca, Ninh Thuận 9 ca và Tiền Giang 3 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Hòa Bình tăng 1.055 ca, Bắc Giang tăng 377 ca, Lạng Sơn tăng 352 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 18.077 ca một ngày. Về ca nhiễm biến chủng mới Omicron, đến nay Việt Nam ghi nhận 192 ca, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 92 ca, Quảng Nam 27 ca, Quảng Ninh 20 ca, Hà Nội 14 ca, Khánh Hòa 11 ca, Đà Nẵng 8 ca, Hưng Yên 6 ca, Kiên Giang 4 ca, Thanh Hóa 2 ca, Hải Dương 2 ca, Hải Phòng 1 ca, Long An 1 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, Bình Dương 1 ca, Lâm Đồng 1 ca và Ninh Bình 1 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.430.683 ca nhiễm, đứng thứ 34 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 24.616 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.423.553 ca, trong đó có 2.203.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 515.109 ca, Bình Dương 293.068 ca, Hà Nội 159.735 ca, Đồng Nai 100.002 ca, Tây Ninh 88.659 ca. Về tình hình điều trị,
trong ngày có 9.992 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.206.594 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.699 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 1.871 ca, thở oxy dòng cao HFNC 335 ca, thở máy không xâm lấn 115 ca, thở máy xâm lấn 361 ca, ECMO 17 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 2 đến nay ghi nhận 74 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 16 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 4 ca, Đà Nẵng 4 ca, Hải Dương 4 ca, Quảng Nam 4 ca, Thừa Thiên Huế 4 ca, Bình Định 3 ca, Cần Thơ 3 ca, Đồng Tháp 3 ca, Vĩnh Long 3 ca, Đắk Lắk 2 ca, Đồng Nai 2 ca, Hậu Giang 2 ca, Lâm Đồng 2 ca, Nghệ An 2 ca, Quảng Ngãi 2 ca, Quảng Ninh 2 ca, Bắc Ninh 1 ca, Bình Thuận 1 ca, Cao Bằng 1 ca, Đắk Nông 1 ca, Hà Giang 1 ca, Hà Nam 1 ca, Khánh Hòa 1 ca, Long An 1 ca, Ninh Bình 1 ca, Sóc Trăng 1 ca, Thái Nguyên 1 ca và Tiền Giang 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 89 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.688 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 trên 225 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 9 tháng 2, có 416.336 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 184.129.785 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.162.150 liều, tiêm mũi 2 là 74.486.438 liều, tiêm mũi 3 tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 30.481.197 liều. Số ca mắc COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng vài ngày tới. Thưa quý vị, chiều ngày 10 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đây là buổi họp báo đầu tiên kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 của Ban chỉ đạo. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Tết Nguyên đán Nhâm Dần là thời điểm người dân trên địa bàn được hưởng cái Tết trọn vẹn sau nhiều năm. Sự trọn vẹn ấy đến từ những chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các sở ngành và đặc biệt là ý thức tuân thủ của người dân. Đại diện Sở Y tế thành phố phân tích, qua biểu đồ theo dõi của ngành y, trước Tết Nguyên đán thành phố có số ca mắc mới COVID-19 ở 3 con số. Từ ngày mùng 4 đến mùng 7 Tết, số ca mắc mới dừng lại ở 2 con số và có sự gia tăng nhẹ những ngày gần đây. Đến ngày 9 tháng 2, toàn địa bàn ghi nhận 242 bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai đưa ra dự báo, những ngày tới số ca mắc COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, số ca nặng cần thở máy và ca tử vong có thể giảm đi do được điều trị tốt. Trước nguy cơ gia tăng số ca mắc COVID-19 sau dịp nghỉ Tết, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường vận động người dân thực hiện tốt quy tắc 5K. Đặc biệt, người đủ điều kiện cần tiêm đầy đủ các mũi vaccine COVID-19 theo khuyến cáo. Ngành y thành phố cũng phối hợp ngành giáo dục lập danh sách các trẻ từ 5 đến 11 tuổi nhằm sẵn sàng các quy trình, kế hoạch để tiêm vaccine COVID-19 ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn, chỉ đạo. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục thực hiện chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ với danh sách được mở rộng đối với người trên 50 tuổi. Trong một ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm tổng cộng 220 trường hợp mắc COVID-19. Ngành y thành phố đang điều trị 618 bệnh nhân. Trong đó 35 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi, 88 bệnh nhân cần thở máy và 13 người cần can thiệp ECMO. Trong ngày 9 tháng 2, thành phố có 97 bệnh nhân COVID-19 nhập viện, 39 người xuất viện. Địa phương chỉ có 4 người tử vong do COVID-19 trong ngày. Đến nay, thành phố đã tiêm hơn 8,1 triệu mũi 1 vaccine COVID-19, hơn 7,2 triệu người được tiêm mũi 2. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiêm hơn 661.000 mũi bổ sung và hơn 3,9 triệu mũi nhắc lại.
Nội ghi nhận 2.887 ca COVID-19 mới, có 627 F0 cộng đồng. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội ngày 10 tháng 2 công bố 2.887 trường hợp COVID-19 với 627 F0 cộng đồng và 2.260 ca đã cách ly. Số nhiễm ghi nhận trong ngày giảm 62 ca so với hôm qua. Nhóm bệnh nhân COVID-19 mới trú tại 434 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Các địa phương ghi nhận số F0 lớn nhất trong ngày: Hoàng Mai 177 ca, Đông Anh 175 ca, Nam Từ Liêm 161 ca, Chương Mỹ 151 ca và Long Biên 150 ca. Một số địa bàn xã phường có số nhiễm cao hôm nay: Lam Điền, Chương Mỹ, Cầu Diễn, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Tân Hội, Đan Phượng, Kim Trung, Liên Hà, Đông Anh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Di Trạch, Vân Côn, Hoài Đức, Tô Hiệu, Thường Tín, Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Bồ Đề, Long Biên, Tân Triều, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Như vậy, từ đầu đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 tới nay, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 162.909 ca COVID-19. Riêng từ thời điểm áp dụng thích ứng an toàn linh hoạt với dịch COVID-19, từ ngày 11 tháng 10, toàn thành phố có thêm 158.871 F0 mới. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày. Các quận huyện có số ca bệnh cộng dồn lớn nhất từ đầu năm 2021 tới ngày 10 tháng 2 năm 2022 là Hoàng Mai 12.559 F0, Đống Đa 11.760 F0, Nam Từ Liêm 8.978 F0, Gia Lâm 8.186 F0 và Thanh Trì 8.183 F0. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến hết ngày hôm qua mùng 9 tháng 2, trên địa bàn thành phố có 59.588 F0 đang được điều trị, cách ly, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 158 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 173 ca, tại các bệnh viện của Hà Nội 2.490 ca, cơ sở thu dung điều trị tuyến thành phố 58 ca, cơ sở thu dung quận huyện 535 ca, theo dõi cách ly tại nhà 56.174 ca. Một ngày thêm gần 1.000 giáo viên, học sinh ở Hải Phòng trở thành F0. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 2, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, riêng ngày 9 tháng 2, toàn thành phố ghi nhận thêm 983 F0 liên quan đến các cơ sở giáo dục, trong đó 65 giáo viên và 918 học sinh các cấp. Lũy tích đến ngày 9 tháng 2, toàn thành phố Hải Phòng đã ghi nhận 4.117 giáo viên, 331 ca, học sinh 3.786 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ghi nhận số bệnh nhân là học sinh tiểu học 1.540 trường hợp và trung học là 1.115 trường hợp, chiếm tỷ lệ cao nhất. Trao đổi với báo chí, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 7 tháng 2, học sinh các cấp trên địa bàn đã trở lại trường học trực tiếp. Để đảm bảo công tác giảng dạy an toàn phòng chống COVID-19, Sở đã phối hợp với Sở Y tế và các quận huyện xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết đưa học sinh trở lại trường. Liên ngành đã thành lập nhiều đoàn công tác tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên, y tế trường học, hiệu trưởng và giáo viên về xử lý các tình huống phát sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp. Các cơ sở giáo dục phải có biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn. Còn lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng thông tin, Sở đã thành lập 4 đoàn kiểm tra do lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, điều kiện dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đồng thời cử nhiều chuyên gia y tế tập huấn cho nhân viên y tế cơ sở phương án cách ly, điều trị và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến các F0 là giáo viên, học sinh. Trước đó, ngày 9 tháng 2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã về kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp sau Tết, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục tại thành phố Hải Phòng, kiểm tra tại trường tiểu học Minh Tân, trung học cơ sở Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và trường trung học phổ thông Ngô Quyền, quận Lê Chân. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao, thành phố Hải Phòng đã chủ động chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp. Các điểm trường đều có quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thầy và trò sẵn sàng ứng phó với các trường hợp phát sinh, chuẩn bị tốt tâm lý, tạo không gian dạy học bình thường. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, việc đưa học sinh từ mầm non đến đại học, đặc biệt là cấp mầm non và phổ thông đến trường ở thời điểm này là cần thiết và phải được triển khai nhanh chóng, kịp thời. Đây không chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh.
Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến 14 giờ ngày 10 tháng 2 cho biết cả nước đã tiêm tổng cộng 184.129.785 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó ngày 9 tháng 2, tức 9 tháng Giêng, cả nước tiêm hơn 400.000 liều vaccine phòng COVID-19, thấp hơn khoảng 100.000 liều so với ngày trước đó. Đến ngày 9 tháng 2, số vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 167.362.118 liều, trong đó mũi 1 là 70.693.199 liều, mũi 2 là 67.962.069 liều, mũi bổ sung là 11.070.631 liều, mũi 3 là 17.636.219 liều. 52 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%, 11 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% đến dưới 90% gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Cạn, Lào Cai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ và Kiên Giang. Số vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 16.367.328 liều, trong đó mũi 1 là 8.461.193 liều, mũi 2 là 7.906.135 liều. Có 39 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%, 15 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80 đến dưới 90%. 9 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 44% đến dưới 80% gồm Sơn La, Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp và Bình Dương. Vì sao mỗi ngày Nghệ An có cả ngàn ca COVID-19 sau Tết? Thưa quý vị, chiều ngày 10 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, tỉnh này ghi nhận 1.131 ca COVID-19 mới, trong đó có 125 ca cộng đồng và 1.006 ca đã được cách ly trước đó. Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 24.104 ca COVID-19. Toàn tỉnh cũng đã có 13.790 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh ra viện, 49 bệnh nhân tử vong. Những ngày qua, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Nghệ An nằm trong nhóm những tỉnh thành có số ca nhiễm mới và số ca nhiễm trong cộng đồng cao. Trung bình mỗi ngày xuất hiện 1.000 đến 2.000 ca COVID-19, toàn tỉnh có 10.265 bệnh nhân đang phải điều trị. Ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho hay, số ca bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cao đột biến là do các nhà máy, doanh nghiệp, trường học tổ chức xét nghiệm cho công nhân, người lao động, học sinh trước khi trở lại làm việc đầu năm mới. Nghệ An là một trong những tỉnh có số lao động ở xa về quê đón Tết rất lớn, vì thế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp Tết rất cao. Qua thống kê, trong đợt Tết vừa qua, có khoảng 20% người nhiễm COVID-19 là người từ các địa phương khác trở về. Theo ông Tuệ, số ca mắc COVID-19 thời gian vừa qua ở Nghệ An chủ yếu không có triệu chứng, số ca trở nặng nguy kịch chiếm tỷ lệ rất thấp. Tuy nhiên, không vì thế người dân được phép chủ quan, lơ là với các biện pháp phòng chống dịch. Thực tế, tại các khu vực tập trung đông người như chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, cơ sở kinh doanh, danh lam thắng cảnh, trường học, công sở, vẫn còn tình trạng nhiều người không tuân thủ nghiêm khuyến cáo của ngành y tế trong phòng chống dịch. Ông Tuệ nói, rất nhiều người đã nghĩ là tiêm đầy đủ các mũi vaccine phòng COVID-19 và cho rằng số ca mắc tăng đột biến trên địa bàn tỉnh hầu hết ở thể nhẹ, không triệu chứng, nhanh khỏi nên có tâm lý chủ quan. Tại cuộc họp đánh giá tình hình trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022 của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Dù theo đánh giá của ngành y tế đa số ca mắc không có triệu chứng, nhưng người dân các địa phương không vì thế mà chủ quan. Vì số người mắc COVID-19 tăng kéo theo những tác động sâu sắc đến các hoạt động kinh tế, xã hội, lao động, học tập, sản xuất do phải điều trị, cách ly. Nghệ An đã cho mở các hoạt động dịch vụ trừ các loại hình kinh doanh có điều kiện, bar, pub, karaoke, massage. Nhưng nhiều cơ sở này đã mở lại dưới tên gọi nhà hàng như báo chí phản ánh. Tính đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 2 triệu người trên 18 tuổi tiêm đủ mũi cơ bản và hơn 1,1 triệu người tiêm đủ mũi bổ sung, mũi nhắc lại. Quốc gia châu Âu tuyên bố thoát đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị, theo Reuters, phát biểu ngày 9 tháng 2, Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren nói rằng COVID-19 không còn là mối đe dọa đối với xã hội. Chính phủ Thụy Điển tuần trước thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch cuối cùng, một cách ngầm tuyên bố đại dịch đã chấm dứt. Với lý do số ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19 đã giảm mạnh nhờ có vaccine và do biến chủng Omicron được cho là ít nghiêm trọng hơn. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 2, các nhà hàng quán bar ở Thụy Điển lại được phép hoạt động sau 23 giờ và không bị giới hạn về số lượng khách. Các quy định về hạn chế người tham dự các sự kiện lớn trong không gian kín được dỡ bỏ. Yêu cầu về giấy chứng nhận vaccine và đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng hay khuyến nghị hạn chế tiếp xúc xã hội cũng được dỡ bỏ. Ngoài ra, Thụy Điển cũng ngừng chương trình xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn, thậm chí cả với người có triệu chứng nhiễm bệnh. Theo đó, các điểm xét nghiệm di động, xét nghiệm COVID-19 tại nhà đều ngừng hoạt động. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 2, chỉ các nhân viên y tế, người làm việc tại các viện dưỡng lão, những người thuộc nhóm nguy cơ cao mới được xét nghiệm PCR miễn phí nếu có triệu chứng, trong khi những người khác được khuyến cáo tự cách ly tại nhà nếu có triệu chứng COVID-19. Người dân có thể mua bộ xét nghiệm nhanh được bày bán tại các siêu thị, hiệu thuốc, nhưng kết quả không phải báo cáo cho giới chức y tế. Các bệnh viện, phòng khám tư nhân được phép làm dịch vụ xét nghiệm và cấp giấy xác nhận nhằm phục vụ mục đích đi lại quốc tế của người dân, nhưng cơ quan bảo hiểm hay chính quyền sẽ không trang trải chi phí này. Tuần trước, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nhận định đại dịch chưa hẳn kết thúc nhưng đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Bà Andersson ngầm cho rằng hiện giờ COVID-19 có thể coi như một bệnh đặc hữu. Các nước châu Âu đang có xu hướng nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế khi cho rằng COVID-19 không còn gây mối đe dọa quá lớn. Hôm 1 tháng 2, Đan Mạch đã tiên phong trong số các thành viên Liên minh châu Âu khi loại bỏ hầu hết hạn chế. Vài giờ sau, Na Uy dỡ bỏ lệnh cấm phục vụ rượu bia sau 23 giờ đêm và giới hạn đối với các cuộc họp riêng không quá 10 người. Quyết định của giới chức Thụy Điển đưa ra bất chấp các khuyến cáo của giới khoa học. Hiện tại các bệnh viện của Thụy Điển vẫn đối mặt với sức ép lớn do COVID-19. Khoảng 2.200 bệnh nhân COVID-19 ở Thụy Điển cần chăm sóc y tế, con số tương đương trong làn sóng dịch thứ 3 hồi đầu năm 2021. Felix N., giáo sư virus tại Đại học Umea cảnh báo, chúng ta nên kiên nhẫn hơn một chút nữa, chờ thêm ít nhất vài tuần, chúng ta vẫn có đủ ngân sách để duy trì chiến lược xét nghiệm. Đại dịch vẫn gây sức ép lớn lên xã hội.